tội nó còn tội đáng mà chết chết không tha. Mà giết cái chết thì ổn, đâu có người tài ba mà giúp được người giận nhà được. Khám sai đâu rồi? Khám sai. Tại cái thằng này mình vẫn trốn, tôi tối ngày gặp tôi lại trốn rồi. Thiệt chết. Trời ơi. Dạ thưa ông, gọi con. Mày ngáp quá, tao còn ngủ. Dạ, tao biết đánh ra ai ngáp chứ mắt, tao còn ngủ. Dạ, con hỏi không sao không? Tao hiểu. Dạ. Tao hiểu. Dạ, ông kêu con ra đây có chuyện gì không? Ông nói đại chứ. Dạ. Có chứ. Dạ. Mình không có đời nào tao kêu mày, mày thấy không? Dạ. Bữa nay có mới kêu qua, ông chồng dạ. Con. Hôm nay là làm chuyện công lớn, lao của con lắm. Dạ. Bây giờ, hôm nay tôi lên chứng tôi mà sai là có quyền. Có quyền. Có quyền hơn Thái tử Đinh Sa. Quyền Thái tử Đinh Sa. Tại Đinh Sa nó là có tội nhà Đường, tội đáng chết không tha. Nhưng hôm nay nhà Đường là quy nạn, nó từ đây đến Hàn Giang quận cầu được Lê Quê hoàng tử, phải không? Nhưng mà tam bộ hành dứt bái ba bước lại lại, nó không lại con đánh. Vậy là công tử đi. Đờ. Nếu mà không ba bước lại lại là con đánh. Con đánh. Rồi con đánh chị con có tội hay không? Không, tội đó con. Không nói cho con nghe, ở đây có tận hàng nha. Sao ông không nói ra để con một mình nói chết làm sao? Ông lòng ơn thông cảm cho con được chồng. Nếu mà ông không nói, chắc con chết thiệt rồi. Trời ơi chồng, chết đi thôi ông nào như này. Ông không nói gì hết trời. Sao ông không nói được, buộc con phải nói hoài với ông. Nếu ông không nói thì con xin mời ông ấy vào trong. Dạ, thôi tao bẻ cổ mày nè. Dạ thì tao hả học có mày để vô rồi mày kêu tao nói. Dạ. Tao vừa hả học có mày để vô đấy tao nói. Tính đâu ông ngáp, ông hả học tao ngáp nó vô này tao ngáp. Dạ ông vào trong ăn nghỉ đi. Nhớ chưa, bốn dạ. Phần trăm con đây. Dạ. Tiếp kiệm của vua. Dạ. Coi chừng mắt là đồng tiền của cổ nghe không. Dạ. Nhớ nha, hương dạ. Áo đàng hoàng. Dạ. Tam bộ hành trước tới ba bước lại là không lại là cuối trong cuối tuần. Dễ khó là chết với nhau. Dạ. Cái tội này tao đang ghi. Dạ. Tao ghi lắm rồi đó. Dạ, biết kìa ông vào trong nhau ông nói. Dạ con nghe xin. Ông vào trong. Đi Thái tử ơi, Thái tử. Trời ơi, bây giờ tôi có còn là Thái tử đâu. Đừng gọi Thái tử, Thái tử. Dạ. Mà làm tiếng tôi chua xót. Thái tử ơi, Thái tử. Trời ơi, tôi thấy cái bằng ông mà tôi chịu không nổi. Đó không sai. Dạ cái này con giao cho ông nè. Đồ này của triều đình cấp hả? Dạ không có. Đồ chứ đồ của đâu mặc lạ vậy? Dạ đồ của vợ cô. Hả? Trời ơi, đi tới Hàn Giang mặc đồ này luôn hả? Dạ tại vì con quýnh quá, vợ ông gọi con chạy ra liền đó. Qua không sai ơi. Dạ. Bây giờ ta không còn là thái tử nữa. Dạ. Đừng gọi thái tử. Dạ. Cứ kêu tôi là đẳng sang bình thường được rồi. Dạ con không dám, con gọi là cậu đi, cho phép con gọi cậu đi. Được. Bây giờ con nghe lời ông nè. Bây giờ là cậu cứ cầm cái bọc án này đi ba bước lại một lại. Nếu không thì cậu cũng thông cảm cho con nghe con quánh cậu ra, quánh thiệt đó. Cái này quánh nè. Đi ba bước lại một lại. Dạ, ba bước tạm bộ hành dứt bán. Còn phải cầm bọc án lên nữa. Dạ, phải bưng đó. Không phải than gian cầu gì đó, cầu cho được không phải người. Ta biết mà. Dạ. Ta biết lúc này ta không còn là thái tử nữa. Dạ, tại cậu nên quyền sát sát trong tay của vui. Lên đường. Ôi ông cho mừng anh đã
Khoan, không sai, cho tao hỏi nè. Dạ. Hồi đó giờ vô triều đình làm được chức gì rồi? Dạ thì con ở trong này không sai, từ đó tới giờ. Làm không sai xuống dạ, nhà? Không sai. Bây giờ nghe lời ta nè. Dạ. Muốn lên chức không? Còn phái lắm. Trời phái hả? Dạ cậu nói là còn phái. Bây giờ lên chức ta sẽ phong chức cho công sai. Cậu phong chức cho con ấy. Dạ chức gì cậu? Bây giờ ta thế giai. Bây giờ người ta sẽ làm công sai. Công sai làm đinh sang thái tử. Hoài chưa? Cả đường ban này, cả đường ban này ai cũng biết thái tử đinh sang là một người quan quyền cao chức. Làm gì vậy? Hồi đó tới giờ con đang mê cái chức của cậu mà cậu nói cái là cũng chịu không nổi giờ. Thì bây giờ mình đổi vai nhau. Bây giờ không sai làm đinh sang, ta làm không sai. Con làm vai của cậu ha. Đúng rồi. Con là đổi là vai bây giờ. Không được. Sao được, con sợ cậu ăn gian. Cậu người lớn còn nói anh không có ăn gian. Bây giờ thề nè, nói là không đổi lợi nha. Đây nè, Trình Thiên Đế nói là nếu mà ai làm đinh sang là phải ba bước lại một lại. Đúng rồi. Nếu không đi là đánh. Đúng. Ta sẽ làm ý kiến chán gì không bao giờ sai. Bây giờ cậu đổi vai con. Đúng rồi. Con đổi lại cậu. Không đổi lợi nha. Không đổi lại. Nếu ai đổi lợi là cha mẹ nó chết chùm á. Ông cũng thề luôn á. Vì bây giờ có chịu đổi không? Chịu không thấy mà. Đổi đưa cái này cho ta. Thấy à, bây giờ ta trao cái này cho ta. Đinh sang nghe. Hả? Rồi con làm chứ bây giờ. Làm gì ta? Làm như giọng ta. Hát đi kèm cho ta hãy luôn. Dạ. Hát cái giọng ta thiết ngọt ngào nè. Chậm bước đi lòng nghe dưới đau. Làm thử coi. Khoan cậu. Làm thử. Một cái hơi cậu mạnh quá, một cái hơi con nhẹ sao? Bây giờ nè, rồi, lấy nè, đây nè, cậu nè, lấy nè. Rồi lấy lại. Hết vô sau vô. Hết vô. Nè, hết ra. Rồi. Hôm bữa giờ là mười mấy suất rồi đó. Dạ, dạ. Mà giọng nó cũng còn ổn ổn. Hết vô nè, hết vô. Dạ. Chân bước đi lòng nghe nhói đau. Rồi, không chịu, con chịu. Thử trước. Phải hát, người ta nghe, đứng xa hát, người ta mới buông, người ta coi. Sao vậy? Sao bây giờ rồi. bây giờ nè, bây giờ cậu hát con lòng tiếng được không? Dạ. Ê con hát cậu lòng tiếng. Bây giờ con cứ đi thì cậu hát cho. Con đi con hát luôn cậu ơi. Hát luôn hả? Hát luôn, trời con hát. Rồi. À. Rồi. Chơi kỳ. Nãy con đánh cậu ở nhà sau đánh đàng hoàng. Cậu đánh con còn vét ơn sao vét từ dưới lên chịu nổi. Chứ đánh xuống sao đánh? Đánh chỗ này. Giờ con muốn làm gì đây? Bây giờ nói chung là cậu mình đi. Nãy giờ cậu đi đánh chưa? Chưa gần chút xíu thôi. Bây giờ cậu đánh con là phải đánh cho con khóc mới được. Trời ơi. Không mới có tiền, con đánh cho khóc. Rồi chờ đầu tiên, con bán ta thương tao mới cho có tiền. Thật luôn. Đánh cho khóc đúng không? Chờ đầu tiên. Dạ. Đi đánh cho khóc. Bây giờ con đi. Lệ quê ơi là lệ quê. Chờ đầu tiên đánh cho khóc đúng không? Lệ quê ơi là quê. Đổi lại cái nào? Thôi con lấy này đi, thấy cậu tội nghiệp quá. Ở xa xôi. Cho mình tới ải hàng ngang chưa? Dạ, chút xíu bước qua là qua khỏi ranh giới đó là tới đó. Đi không? Cậu. Đi! Lên đường! Giờ đây đang ai là quỳ xuống. Quỳ xuống. Nàng ơi, ơi lên
nữa hả? Dạ. Nè, bây giờ nghe ta nói nè. Dạ. Mình đi mấy ngày đường rồi, dạ, bụng đã đói, chân đã run. Dạ. Ngươi có đói bụng không? Dạ, con đói dữ lắm rồi đó. Đói đúng không? Dạ. Bây giờ vào trong, nói rằng ta đường chào thế tử. Thế tử. Tiên có quan tánh tiếp đinh sang, từ đường ban tới ải Hàn Giang để tìm gặp Lê Quê Bớ Bẩu. Nói gian vậy là sẽ có ăn. Dạ, nói vậy là có ăn phải không? Có ăn. Con ăn, ăn chắc luôn. Con chết, con lại không đi ngoài đợi con nha. Đợi đi, đợi đi. Để con vô ngay được rồi mình nha. Ủa, không có vô cái gì chứ, con vào luôn rồi. Rồi, vô đi, vô đi. Dạ, con là đường chào thái tử, tiên phu quan tánh tiếp đến sang, lặn lội đường đến Hàn Giang tìm cho được Lê Quê Bớ Bẩu. Ai đó? Dạ con ấy à, anh Trảm là gì cậu? Này! Ê! Ê! Mày! Mẹ mày! Trời ơi! Trời ơi! Mày giỏi! Mày giỏi! Mày giỏi! Ủa sao mẹ ở đây? Trời ơi! Từ lúc mà con đi đó, con đầu mưng cho bà mẹ nữ Lê Quê. Đâu? Rồi. Đi đâu đây? Tao đi vô đây tao tìm cho được bà thằng nữ Lê Quê. Trời ơi! Bà đang trong dinh đó. Tao là Tiết Linh Sang nha mày. Tiết Linh Sang hả? Ờ! Đường chào thái tử à. Rồi! Quân! Dạ! Ai vậy bay? Dạ! Cứ con! Có đường chào thái tử. Ừ. Tiết Quân Quang đến Tiết Linh Sang ở đây con. Ừ, cho lệnh ta đi. Đánh. Dạ. Không. Không ăn bánh đâu. Bánh gì? Bánh gì nội? Dạ. Bánh gì? Dạ nằm xuống đây ăn bánh. Nằm xuống ăn bánh. Ủa, hồi đó giờ ăn bánh mà nằm. Nằm đi. Tao mới nghe mày nói. Ê, nói nghe mà ở đây giàu lắm, mày đôi cho tao dạ, hai ba bộ nha. Hai ba bộ quần áo. Ừ, đúng rồi, nằm đi, đo hai ba bộ quần áo. Nhiều tốt. Hồi đó giờ mới nghe nó ăn bánh mà nằm. Ê, nằm sắp hay nằm ngửa? Nằm sắp luôn. Ăn bánh mà nằm sắp, nội vô. Rồi, đem bánh ra đi ông nội ơi. Đói bụng muốn chết luôn rồi. Đói bụng muốn chết luôn. Vậy? Mày đánh mày có đếm không mày? Có. Mày đánh mày phải đếm được không mày? Bỏ đánh lại mày. Bỏ đánh lại không? Nghe yeah, người ta. Nghe, nghe tiếng nha. Ờ mày đếm bao nhiêu? Mày quên mấy cái? 5 cây. 5 cây. 10 cây. 10 cây. Rồi tôi cho mày lúa, cho mày bánh thùng. Sao mày? Sao mày? Vậy? 1, 2 phải không? Ừ. Rồi 4 hả? Rồi số 3 đậu mẹ gì rồi đó. Đấy, đánh lại đây. Đánh lại. Đừng có, nó có đau mẹ với chứ mày đánh hoài chết nó có đau mẹ đâu. Rồi nằm xuống đi. Mày làm cho tao ngu lớp 1 đừng làm nè con. Xin lỗi mày à. Quánh đi. Đi mẹ con, người ta thì đau quá. Quánh đi, quánh cho vừa ấy mày. Ây. Không sai, chuyện gì mà cười quá vậy? Vui hả, cười vậy? Trời ơi, tao khóc, tao khóc. Ủa khóc hả? Không có, con cười. Ủa chuyện gì có được ăn không? Có được ăn bánh không? Ăn bánh tét chân mày rồi chát chát. Ăn bánh tét bằng mạch vậy nè. Bánh tét gì? Dạ bánh tét nhân mây. Nhân bảo đó thôi. Cái nhân gì mà nghe lạ vậy? Dạ nhân bảo nó dài dài vậy nè. Bây giờ con ăn no rồi, giờ cậu vô tổng đi. Tới cậu vô. Dạ cậu vô đi, con ăn rồi đó nghe, con đứng ngoài đây đợi cậu nghe. Mà nghe cậu hỏi nè. Dạ. Con ăn nhiêu đòn rồi? Dạ con ăn 10 đòn mà con ăn có 5 đòn. Chịu nổi thôi. Trời ơi, bánh tép ăn 5 đòn. Bây giờ con báo cậu là con ngồi không được luôn đó. Ủa sao vậy? Còn mẹ bánh tép ngồi không được. Dạ ăn no mới ngồi đau. Cậu chết quá. Ăn no mà ngồi đau. Dạ ăn no ngồi đau. Thôi thôi thôi, bây giờ ở đây đi. Dạ cậu vô, cậu có đoạn cậu sẽ chia cho khám sai nha. Dạ cậu ăn rồi hành lý cậu vô. Dạ. Đó. Dạ được chào thể tử, tiên phong quan tánh tiếp tinh sang, từ đường ban tới ải Hàn Giang để tìm gặp Lê Quê Bớ Bẩu. Nằm xuống ăn bánh. Không sao. Dạ đường chào thế tử, tiên phong quan tánh tiếp đinh sang,
từ đường mang tới ải Hàng Giang để tìm gặp Lê Quê Bớ Bậu. Vậy thì
soái phụ hay là không? Soái phụ? Soái phụ? Phạm Nương ơi, Phạm Nương ơi, có chuyện này. Thế nào? Ta mong nàng thông hiểu. Soái phụ đã... Đã sao? Soái phụ đã... chết vì bệnh hoạn, soái phụ không bị sa cơ bệnh lạc tên bùi đạn giặc thù, mà soái phụ chết vì sao? Soái phụ chết vì cố chi hồng tiễn. Thank you.
đâu. Đình Sơn ơi, ta nhớ ra rồi. Nội đồng ăn một ở trọng luôn. Dạ đồng. Quá thì ăn ở trọng luôn, ngồi động chết. Dạ, thưa bà gọi con. Dạ đồng ơi. Dạ. Ta lỡ đánh Đinh Sơn chết rồi. Hả? Ta đánh cậu chết rồi. Trời ơi. Cậu ơi. Ta chỉ lỡ tay thôi. Bà giết cậu con ơi, bà giết con luôn đi. Chứ hả, đi hả, cậu cháu còn được luôn, sắm về được quất luôn. Mà không sao đâu. Sống đây bên mình, ta có một viên linh đơn nè. Bây giờ á, ngươi hãy cho Đinh Sang uống. Nhớ cho Đinh Sang uống nha. Dạ. Và dặn Đinh Sang rằng là hãy trở về đường quốc, đừng để mặt đến công thành. Nếu mà ta gặp được một lần nữa thì đừng trách sao ta chẳng gì. Dạ. Tính kêu bà xin miếng nữa về cứu bà nội vợ tôi. Này cứu sống hơn, cứu bà nội vợ tôi chắc sống. Cậu ơi, bởi tôi nói với cậu rồi, nó vô đây chi vô biết. Nghe à, cậu gán nó sống lại không con nghe cậu. Chứ mà lên cũng về, nó khổ lắm nghe cậu. Chạch vô cho mày chết, mẹ mày sống. Cái bóng tôi mày. Trời ơi, tỉnh lên rồi, tỉnh lên rồi, tỉnh lên rồi. Lên về đâu, lên về đâu. Cậu có con. Lê Quý Đông. Dạ, bà giờ trong rồi. Bây giờ con nói cho cậu biết đứng gì đi. Trời ơi, cậu mẹ như cậu. Mẹ như. Trời ơi, con bực chết luôn. Nghe thấy cậu chết là con chịu đổng rồi đó. Bây giờ con nói cậu nghe nè. Bà có dặn ha, bà dặn là bây giờ sau khi cậu khỏe rồi, con với cậu trở về được quốc. Đừng không kiếm bà chi nữa. Không, kiếm tại thì gặp Lê Quý. Đi đâu? Bà là ăn mừng kính thưa ban chỉ sự thành đoàn cầu biếu thị trấn Hòa Bình, kính thưa